Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hồ Văn Cường mất tích, nhiều đại gia tìm kiếm để giúp đỡ, khán giả lo lắng. Hồ Văn Cường hoàn toàn cắt đứt liên lạc với khán giả sau tuyên bố nhận được tiền và rời khỏi công ty quản lý. Nhiều đại gia tìm cách giúp đỡ nhưng không được, còn khán giả thì cực kỳ lo lắng. Ngày 11 tháng 10, Hồ Văn Cường lần cuối cùng viết lên Facebook cá nhân với dòng thông báo: "Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi nhiều, trau dồi thêm hơn đam mê của con. Và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng hơn nhiều, nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại. Hiện Facebook cá nhân, fanpage và YouTube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty và con xin phép được gửi trả lại. Con sẽ thông báo với mọi người khi con có Facebook và fanpage mới." Rất nhiều khán giả và fan của Hồ Văn Cường đã ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên kể từ đó, cậu bé không xuất hiện trước công chúng. Điều này khiến fan cảm thấy tột cùng lo lắng. Đặc biệt khi mới đây, cậu bé bất ngờ được một đại gia trả cắt xê 10 tỷ đồng. Theo đó, hôm nay, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin có một đơn vị muốn mời Hồ Văn Cường làm đại diện với cắt xê 2 tỷ đồng một năm. Hợp đồng mà đơn vị đưa ra là 5 năm, tương đương 10 tỷ đồng. Đơn vị này còn tuyên bố sẽ thanh toán trước một năm sau khi ký hợp đồng. Trước những thông tin này, Hồ Văn Cường cũng không hề lên tiếng mà chỉ có đơn phương đại diện ngỏ lời mời. Trên mạng xã hội, nhiều đại gia khác cũng lên tiếng giúp nam ca sĩ trẻ gốc Tiền Giang. Ngày hôm qua, Bầu Thụy, một trong những doanh nhân giàu có nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán, đã ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường. Được học đại học và hậu thuẫn nam ca sĩ trên con đường ca hát, cụ thể ông viết trên trang cá nhân: "Mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn của ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã qua cố. Cường ơi, chủ có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh ba danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đến đâu thì chú cũng giúp đỡ cháu, để cháu có niềm đam mê ca hát và học đại học." Tuy nhiên, đây cũng là dòng viết của ông Bầu Thụy, còn Hồ Văn Cường vẫn chưa thấy đâu. Trước đó, Hoa hậu Phương Lê, một người có hoạt động trong showbiz, cũng phải lên tiếng nhờ kết nối với Hồ Văn Cường. Phương Lê tỏ ý muốn cho Hồ Văn Cường mượn chung cư cao cấp 160m2 nhưng không cách nào liên lạc được. Vì vậy cô nhắn: "Hãy nhắn tin cho cô nếu con muốn nhé." Cô không biết cách liên lạc nên cô phải viết lên Facebook: "Phải cố gắng học để thành danh, cho mẹ con hãnh diện, tự hào, mỉm cười nơi thiên đàng con nhé." Hồ Văn Cường không thấy đâu, nhiều khán giả lo lắng, trên mạng xã hội đã có nhiều bình luận tiêu cực xảy ra. Một số cho rằng cô bị phía công ty quản lý khống chế. Tuy nhiên, những khán giả khách quan thì chia sẻ hiện tại, Cường đã 18 tuổi nên tự lập quyết định và không cần phải lệ thuộc vào ai. Họ cũng mong rằng mạng xã hội hãy cho Hồ Văn Cường một cuộc sống bình yên để cậu bé tập trung vào việc học sắp tới